chị là một hai mẫu xe. Đấy. Đây là mẫu xe Model Y10 2015. Động cơ 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Đấy, giá 100. Và đây là một mẫu xe Model mới về, tư nhân Việt, Hải Phòng. Đây sản xuất 2016. Động cơ 1.2, xe đẹp, keo chỉ zin, máy chất, không va chạm, không được, màu trắng xịn sò luôn. Đấy, chỉ quan tâm đến dòng xe này thì alo trực tiếp nhé. Đấy, thật quá đẹp luôn. Vô lăng này, số rất là mới nhé. Trần thì quá mới rồi. Đấy, xe thì đẹp tất cả con ốc nhé, để xin nhé. Đấy, nội thất thì quá ok rồi, màu trắng xịn sò, giá hơn trăm. Đấy, anh chị xem Linh nào hay Y10 nào. Đấy, thì anh chị cứ lựa chọn theo số điện thoại 0936 931 69 nhé. Đấy, nội thất này cũng trần thì quá mới luôn, hai con này rất là đẹp. Đấy, giá cả thì cực kỳ hợp lý nhé, giá cả quá ok luôn. Anh chị quan tâm dòng xe nào thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0936 931 69. Đấy, số điện thoại và địa chỉ đây, đối diện đây chùa Cô Linh, Quán Toan, thành phố Hải Phòng. Đấy, hai chiếc xe nhé. Anh chị quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại của em trên bàn. Đấy, cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em.